Di tích quốc gia đền thờ Lê Phụng Hiểu ở xã Hoàng Sơn, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa là nơi thờ đô thống thượng tướng quân Lê Phụng Hiểu, một danh thần có nhiều công lao to lớn với nước với dân thời đầu triều Lý. Trong những năm qua, chính quyền và nhân dân địa phương đã có nhiều nỗ lực trong việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy những giá trị độc đáo của di tích này. Theo sử sách truyền lại, Lê Phụng Hiểu sinh ra vào cuối thế kỷ thứ 10, tại Hương Băng Sơn, Tổng Dương Sơn, huyện Cổ Đằng, nay thuộc thôn Xuân Sơn, xã Hoàng Sơn, huyện Hoàng Hóa. Là võ quan cao cấp, người đứng đầu quân đội, phụng sự ba vua đầu triều của nhà Lý là Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông và Lý Thánh Tông. Ông có công rất lớn trong việc dẹp loạn Tam Vương, phò Thái tử Lý Phật Mã, tức Lý Thái Tông lên ngôi, đồng thời lập nhiều công trạng trong việc đánh đuổi quân Chiêm Thành, giữ yên bờ cõi đất nước. tương truyền khi Lê Phụng Hiểu lập được nhiều công lớn, nhà vua muốn ban thưởng. Ông bèn xin vua đứng trên núi băng sơn quê nhà, ném cây đao lớn. Đao rơi xuống chỗ nào trong đất công thì xin ban cho đất ấy làm sản nghiệp. Khoảnh ruộng dưới chân núi băng sơn sau được mang tên thác đao điển, nghĩa là ruộng ném đao. Sau khi đô thống thượng tướng quân Lê Phụng Hiểu mất, nhân dân nhiều địa phương đã lập đền thờ để tưởng nhớ công lao của ông. Riêng tại tỉnh Thanh Hóa đã xác định được hơn 30 nơi thờ phụng, trong đó đền thờ Lê Phụng Hiểu tại xã Hoàng Sơn được xem là đền gốc. Đền được xây dựng ở chân núi Băng Sơn trên một khu đất rộng, mặt đền quay về hướng Nam với kết cấu ba phần, tiền đường năm san trung đường Ba San, hậu cung Ba San tạo nên kiến trúc hình chữ đinh. Hiện tại, đền vẫn còn giữ được 23 đạo sắc phong từ các triều vua nhà hậu Lê, nhà Nguyễn, ghi nhận và ca ngợi công đức lẫy lừng của Đô Thống Thượng Tướng Quân Lê Phụng Hiểu đối với đất nước quê hương. năm 2002, đền được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Trải qua 5 tháng thời gian, đền thờ Lê Phụng Hiểu dần xuống cấp. Năm 2018, đền đã được trùng tu tôn tạo, có diện mạo khang trang, bê thế như ngày nay, trở thành nơi sinh hoạt tâm linh và thực hành tín ngưỡng của người dân xã Hoàng Sơn và vùng lân cận. đình thờ lê phụng hiểu là nơi để nhân dân trong xã hoàng sơn cũng như nhân dân các nơi trong huyện hoàng hóa cũng như con cháu thập phương thường xuyên về để dân hương để tri ân tưởng nhớ đến công đức của ngài đô thống lê phụng hiểu cũng như các vị anh hùng của dân tộc đã cùng với các vua của các triều đại đã có công đánh đổi quân xâm lược và bảo vệ Giang Sơn đất nước cho chúng ta cho tới ngày hôm nay. Ngày nay, người dân xã Hoàng Sơn vẫn duy trì nhiều hoạt động tâm linh tại đền thờ Lê Phụng Hiểu. Trong đó có bốn sự kiện chính là lễ đản sinh vào tháng riêng âm lịch, lễ kỵ vào tháng 12 âm lịch, lễ dỗ thân mẫu Lê Phụng Hiểu vào tháng 4 âm lịch và lễ tế Ba Kỳ vào tháng 6 âm lịch. Đặc biệt, xã Hoàng Sơn đã thành lập đội tế Nam Giao và đội tế Nữ Quan, thông qua các hoạt động tập luyện và tiến hành nghi thức tế lễ tại đền thờ Lê Phụng Hiểu để giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống gắn với di tích này, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân. Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, thì đội tế Nam đã tập luyện và chính thức đi vào lễ hội năm 2003 tế lễ và đầu năm nay đã tiến hành tế lễ tại đền. còn trước đó thì chủ yếu là đội tế nữ, nữ nữ quan. Bây giờ là có cả hai đội, đội tế nam và đội tế nữ. Để nhằm mục đích là cầu cho mưa thuận gió hòa, đất nước an lành và làm ăn thịnh vượng. Thứ hai nữa là tưởng nhớ và tri ân công đức tổ tiên của Đức Thánh, thể hiện cái đạo lý là uống nước nhớ nguồn, ăn quả những người trồng cây. Các thế hệ lãnh đạo của địa phương chúng tôi thường xuyên tuyên truyền giáo dục là trong quần chúng nhân dân, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ về đức tính, về trí kiên trung của danh tướng Lê Phùng Hiểu để thế hệ trẻ biết được đồng thời cũng là khơi dậy cái truyền thống yêu nước của quê hương địa phương mình từ đó mà các em sẽ cố gắng học tập rèn luyện trí đức là trung thành với tổ quốc và có tình nghĩa với như thế là quê hương đất nước sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa ngoài những giá trị độc đáo về kiến trúc lịch sử và văn hóa tâm linh di tích quốc gia đền lê phụng hiểu còn là địa chỉ để giáo dục truyền thống khơi dậy niềm tự hào và lòng biết ơn của các thế hệ hôm nay và mai sau đối với bậc tiền nhân có công với nước với dân thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn thúc đẩy các thế hệ hôm nay tiếp tục noi gương tiền nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc quê hương